Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 của các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có được các tinh chiếu đến hay không và các hung nạp vận chi tiết của tuổi Tân Mùi sẽ ra sao. Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, Xuân Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 2 tới ngày 18 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 2 tới ngày 30 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Đinh Sửu. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 2 tới ngày 11 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Sửu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 2 tới ngày 23 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 2 tới ngày 4 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành được thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Mùi 1991 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Tân Mùi 1991 mệnh Lộ Bàng Thổ là người tâm địa hiền lương, có ý chí, có trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi, họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì.
Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp. Nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biết điều này trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ai cũng có nhược điểm. Với tuổi Tân Mùi, điều mà người này cần sửa đổi chính là tính cố chấp của mình. Họ cần phải linh hoạt, xử lý vấn đề thì mới tránh bớt được nhiều trở ngại trên đường đời. Người tuổi Tân Mùi thích hợp với những công việc liên quan đến kỹ thuật. Nếu đi theo con đường này thì có thể giành được những thành công khá lớn. Ngoài ra, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là con người của sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa, phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì tuổi Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước, sướng sau. Vậy nên, đây là một trong những tuổi sẽ gặp nhiều tai ương, vất vả, nên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, được tam hợp nâng đỡ nên các phương diện trong vận trình của người tuổi Tân Mùi nhìn chung khá ổn định, sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc. Chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt, nhưng chú dê sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Trong tháng 2 âm lịch cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn, kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Tân âm kim gặp mùi âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Tân Mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để may mắn thuận lợi hơn trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Tân Mùi. Bước sang tháng 2 âm lịch, Mùi Mão tạo nên cục diện tam hợp, cho nên những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Với may mắn trong công việc, người tuổi Tân Mùi sẽ được thăng chức trong tháng này. Bạn sẽ cảm thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Tuy nhiên, trong tháng 2 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Tân Mùi cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi, chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Ngoài ra, những gia chủ Tân Mùi mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đây cũng là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Tân Mùi. Xem tử vi tháng 2 âm lịch, tuổi Tân Mùi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Ngoài ra, tài vận có dấu hiệu tiêu hao ngoài tầm kiểm soát, dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, bản mệnh quá cố chấp, bảo thủ khiến tiền mất, tật mang. Đặc biệt tháng này cũng không thích hợp để người tuổi Đinh Mùi đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ, dù là bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến, góp ý của người thân, bạn bè, nếu không bạn sẽ mất tiền oan. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Tân Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và xa đạo.
Chuyện tình cảm của người tuổi Tân Mùi có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể thoát khỏi, đôi lúc có xung đột, nhưng cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc của gia đình thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn cũng cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, hãy dành thời gian này cho những người đó và các con của mình. Một chuyến ra ngoại sẽ khiến tình cảm gia đình thêm gắn bó hơn. Để may mắn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Tân Mùi. Tuổi Tân Mùi sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này. Bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra, bạn cần giữ chế độ ăn hợp lý, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Gia chủ Tân Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Nhìn chung, tử vi tháng 2 âm lịch của những người tuổi Tân Mùi thấy rằng vận trình không được tốt trên các phương diện. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Tân Mùi trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.